Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Đầu game tôi ra là cái con Heaven Bomber lên 2 sao, có tí cơ sở đánh chuỗi thắng đấy. Ê kìa, đừng bảo thua nhá. Ui rồi ôi, con thỏ stun rồi. Hỏng rồi. Được không? Được không? Được không? Được không? Ui rồi ôi, lại một phát nữa. Thế chứ nị. Bài như thế mà nó lại không thắng được. Chứ quả đấy mà thắng là lên được con người đá lên được 2 sao rồi đấy. Chán thật sự. Vẫn chưa có 3 Goblin nhỉ. Bây giờ cái bộ Goblin nó khá là mạnh. Giai đoạn đầu game nếu mà ra được Goblin đủ bộ thì cái khoảng cách giữa tiền của cái người mà có Goblin ấy với cái người mà không có Goblin nó sẽ khác biệt lắm. Đấy, bây giờ nó thay đổi cái skill của con Soundbreaker, kiếm được rất nhiều tiền. Mà chuyện này tôi chưa ra con nào cả. Ra Zipper thì chúng ta sẽ có bộ 3 Mét thì cũng ngon. Chuyện này chưa gì có thằng có 4 bit ạ. Vãi đài á, thề. Tức là chưa chắc đã ăn được đâu nhá. Gặp cái thằng đấy có khi là vẫn thua. À, ôi dồi, đủ bộ luôn này. Hay quá nhờ. Nói trận này chơi cái gì đây? Tôi đang định cái trận này chơi rồng mết anh em ạ. Trận này chơi rồng mết có rồng 5 đô. Khá là ngon. Mặc dù là cái meta này cái bọn Warrior nó không sợ cái bọn Mét lắm. Nhưng mà cái bộ Mét nó vẫn ổn định anh em ạ. Chơi tức là nếu mà chơi ổn định ấy, mà đánh khéo thì vẫn có thể được top 1. Đánh khéo bộ Mét. Bộ Mét khá là ổn định đấy. Mà trận này có Lancer Spirit nữa. Đấy, cái trận nào mà có Lancer Spirit thì hoặc là Dark Spirit nhá, một trong hai con. Nếu mà cả hai con thì càng tốt, nhưng mà một trong hai con là có thể chơi Mét được rồi. Late game nó chuyển sang 6 đá. 6 đá 6 mét là đánh ở level 11 là đủ. Gặp thằng này chịu chết luôn anh em ạ. Thể bải mạnh thế, khiếp. Mới có round 5 mà tôi nhìn thấy thằng này là vác 4 bit vào rồi thì tôi chịu rồi. 4 bit sâu bờ linh ạ. Thế đỡ làm sao rồi đây. Thôi chết sớm đi. Chết sớm đi, chết sớm đi. Chết sớm đi, nó đẻ con sâu nữa đấy. Vãi đái thật. Ôi rồi. Mới có round 6 đẩy 11 máu ạ. Ui cái gì đây? God à. Lên 2 sao luôn á. Thì chắc là đây cũng có con God ở vua sẵn rồi đây. Nhưng mà cái con này thì nó lại mua mất 6 tiền, tức là phải bán đi à. Lên 2 sao phải bán. Thôi được rồi, không chơi rồng nữa. Ok, chốt luôn. Phải lên level 6 để 3 Goblin ở tầm này vẫn ngon hơn anh em ạ. Có 3 Goblin nó có giáp to. Đừng mà thua này nhá. Sao mà tôi trông giống như là thua ấy nhở? Có phải không? Ơ kìa. Ơ kìa. Ôi giời ơi. Chán đời quá anh em ạ. Nhiều khi chúng ta nhìn bài chúng ta tưởng là mạnh, nhưng mà cuối cùng nó chả ăn được ai. Thế một cái như này. Thế này đi xem nào. Dí hẳn đến cấp 6 ở đây nhá. Mà còn không ăn được nữa thì thôi chịu đấy. Mấy cái thằng mạnh nhất là gặp hết rồi. Còn mấy thằng yếu hơn bây giờ là cần phải ăn để có những cái free roll ấy. Lúc đấy thì chúng ta mới có cái sự khác biệt được. Đang có 3 mech rồi mà không có free roll thì thực sự lãng phí lắm. Áp cấp rồi đấy nhá, đừng mà thua nhá. Cái con Heaven Bomber này nó tăng mana hơi chậm. Tăng mana hơi chậm, mãi bắn nước trưởng. Rồi, phải có công nghệ mech chứ. Sẽ được những cái công nghệ mech để roll. À ui rồi, quá tuyệt vời luôn. Mà chuyện này chơi God hay chơi ấy nhở? Chồng. Ui rồi, God Heaven Bomber à? Lâu lắm rồi chưa chơi này. Phải không? Thế thì bỏ God ra nhở? Cần gì God? God chả có tác dụng gì đâu anh em ạ. Mana tăng có kịp đâu mà. Không kịp. À phải, con God Offline lên 2 sao là nó sai lầm đấy. Thọt tiền quá. Dư cái con đấy nói chung là khá thọt tiền. Nhưng mà thôi rồi mua tí nữa cho vào. Này phần Bomber lại vớ vẩn lại lên 3 sao thì lại ok luôn. Con này lên 3 sao gánh luôn. Ơ kìa. Anh em ơi, anh em thấy có điêu không này? Trời ơi. Không thể tin nổi ấy. Thề. Thua này. Điêu thật đấy. Ôi mẹ ơi, sau cái trận này mình cứ nghĩ là mình mạnh rồi mà sao toàn thua ấy. Thế nó mới điêu đấy. Đây nhá, hai mèo nữa mà thua nữa thôi đấy. Thua nữa chắc là thôi, làm ván mới thôi anh em ạ. Điêu rồi đấy. Bài thì trông như này rồi mà vẫn còn thua, chứng tỏ bọn nó rất là mạnh. Mà anh em nhìn đi, tôi thua nhưng mà không phải là thua ít nhá, mà bây giờ còn có 78 máu luôn. Đứng ở vị trí thứ 3 ở dưới lên. Điều thật. Nhìn bài thì rõ là mạnh luôn. Chả hiểu là tại sao. Trên này tôi nghĩ là tôi sẽ chơi có thể là God đấy. God Heaven Bomber. Bây giờ God nó kết hợp với Goblin thì mình chơi Goblin kết hợp God luôn cũng được. Hợp lý. Zipper này. Như này à? Mét à? Ồ, không có đồ random đó. Ui giời ơi, chán đời quá. Tôi đang phân vân không biết là chúng ta có nên ôm cái con Thunder này không. Nếu mà xác định là cái con Heaven Bomber là con co rồi ấy. Nó lên được 3 sao thì chắc là cũng chả có dính dáng gì đến cái con Thunder Spirit này cả. Kết hợp luôn với cả Goblin luôn. Chơi God Goblin để cho nó nhanh. Ui ơi, nó lên được 2 sao anh em ạ. Thế thì lại phải chơi thôi. Lên được 2 sao mà không chơi thì nó lạ lắm, đúng không? Này thì bỏ cái này ra. Chưa đủ tiền lên 7 ấy. Lên 7 thì lại kẹp thêm cái bọn mech vào. Còn bây giờ để thế này thôi. Bây giờ gặp cái thằng có chuôi kia mà cắt được chuôi của nó thì chúng ta sẽ gỡ lại được. Chuyện này thọt tiền quá nhở. Sức mạnh bây giờ nhìn là có vẻ là ăn được rồi đấy. Chỉ là có gặp sớm hay không thôi. Chứ còn để gặp muộn nó có tiền nó form được cái bài mạnh thì cũng chịu. Hy vọng là gặp sớm. Cái gì đây? Egersis này. Bây giờ tôi mạnh rồi. Ok. Thọt tiền một chút nhưng mà cũng khá là mạnh rồi. Có lên up lên 7 không nhỉ? Thế này thì chúng ta sẽ có mỗi round một cái công nghệ mech này. Thêm 2 tiền mỗi round cũng được. Ok. Chấp nhận là mất 2 tiền ở round này để được thêm 2 tiền mỗi round. Đánh đổi thôi. Bây giờ lên level 7 là hết tiền luôn mà. Hết sạch tiền. Bài này bộ Goblin nó sẽ có con bom, sẽ có máy bay, rất là ok đấy. Chúng ta lại cũng đang có một con Thunder 2 sao trong cái bộ Spirit. Nếu mà chơi 6 Spirit God thì cũng được luôn. Rồi thôi tôi cứ pick vào nha anh em nhá. Nếu mà chả may mà nó lại ra được ấy, lên level 8 mà nó tự nhiên nó lổ ra cái con Light Spirit thì rõ ràng chuyển sang nó là ok. Cái combo nó rất là đẹp anh em ạ. Nhìn cái combo nó sẽ là Tsunami này, xong rồi 6 đá. Tsunami 6 đá kẹp với cả 3 mét. Đấy, kẹp với cả God, 4 gót. Bây giờ 4 gót thì chỉ cần kích hoạt 2 gót là được. Xong lấy cái món đồ gót là đủ. Thế thì từ từ nhá. Thế thì không phải rồi. Trông giống Goblin lắm anh em ơi. Ai chà. Ra Goblin lên 2 sao này. Mèo lên được 2 sao rồi này. Trận này nếu mà chơi Goblin thì chúng ta sẽ có mèo 5 đô. Mèo 5 đô ở trong bộ Goblin. Máy bay, bom. Khá là khỏe. Sẽ có một sự lựa chọn. Đồ thì hiện tại là tôi đang lấy là đánh mết là ngon luôn đấy. Đánh mết là ok đấy. Nhưng mà Goblin thì cũng không đến nỗi nào đâu. Dồn đồ cho Heaven Bomber một thời gian là cũng khỏe luôn. Đấy, cái tầm này mạnh rồi. Ok. Sẽ có chuỗi sớm đó. Tôi sẽ có chuỗi sớm đó. Rao này tạm thời chúng ta sẽ không có roll nữa. Đang có 20 tiền rồi. Sẽ cố gắng là up tầm lên, sớm lên 8 để kiếm một lá bom. Bom này, máy bay này, Light Spirit này, mèo. Đấy. Ra là con gì chúng ta sẽ lựa, chúng ta xoay sang cái bộ đấy cho nó phù hợp. Kể cả là ra bây giờ ra rồng 5 đô thì tôi sẵn sàng tôi quay xe sang là 5 rồng luôn. Chính ra nhá là cái bộ rồng 5 đô ấy, nếu mà ra con rồng thì rất là sướng luôn. 6m 5 rồng đánh ở level 8 cực kỳ dễ chơi. Chỉ cần level 8 thôi mà, form đủ bộ cái là khỏe luôn. Rất nhiều sự lựa chọn nếu mà ra 5 đô. Ở trong cái trận đấu này lổ bất cứ một con nào là tôi sẽ quay xe sang cái bộ đấy luôn nha anh em nhá. Nhiều sự lựa chọn lắm. Bây giờ vẫn chưa đủ tiền lên. Đồ này chắc là cũng không cần thiết lắm. Ok. Rao này chưa đủ tiền. Nếu mà bán con người nước đi thì đủ tiền up lên level 8. Nhưng mà lên level 8 ấy thì hết tiền. Hết sạch tiền luôn đấy. Từ từ đã, bỏ cái này đi, bán đi. Để 30 tiền anh em ạ, từ từ, bình tĩnh. Chưa, bao giờ phải ra cái con có 5 đô chúng ta mới quyết định được. Bình tĩnh, bây giờ cứ form theo kiểu Goblin này đi. Heaven Bomber sắp lên 3 sao rồi anh em ạ. Còn có 3 con nữa thôi. Đấy. Có vẻ như là tôi đang đi đúng hướng rồi. Rồi. Giờ chúng ta up lên cấp 8 là chúng ta sẽ có 3 mét nữa. Rồi, lên 8 rồi. Chắc là có 4 cái công nghệ mic này đúng không? Roll luôn nhỉ anh em nhỉ. Roll luôn kiếm bom. Nếu ra bom mà chơi 6 mic luôn. Ok. Tôi sẽ roll luôn. Già này. Rồi cho già vào thay, tạm thời thay cho cái con này đã. Ăn thua không? Thằng này chơi Warrior này. Và tầm này thì vẫn bắt lạt được. Ok, vậy là xuất hiện một thằng chơi Warrior nhá. Meta thì là vẫn sẽ là meta thôi. Goblin này. Goblin à? Thì kiếm Wizard vào nhỉ? Kiếm Wizard vào. Kiếm Wizard vào đâu à? Đây. Kiếm Wizard vào, kích hoạt 6 Goblin sớm giữ chuỗi đi. Flame lên được 2 sao. Ok. Này đi. Kiếm thêm cái quyển sách nữa. Nó chả cần công nghệ Mét nữa. Tầm này form được bài khỏe rồi, chắc là cũng chả cần roll nữa đâu. Kiếm sách đẩy cấp lên sớm. Đây rồi, đủ bộ này. Đủ bộ Goblin. Nhưng mà bỏ ra có yếu hơn không? Đấy, cái vấn đề là bây giờ để cái này có khi lại mạnh hơn. Bỏ ra lại yếu hơn. Sáu Goblin thì đủ rồi đấy. Nhưng mà bỏ cái bộ Mét này ra thì khả năng là nó sẽ còn yếu hơn cơ. Để thế này vừa có 3 mét này, lại vừa có civet nữa. Hai con Heaven Bomber nó sẽ gọi ra thêm được một con 2 sao nữa. Chắc là tôi sẽ chưa chuyển đâu. Từ từ đã. Lên 9 rồi chuyển. Ok. Ơ kìa, sai lầm rồi. Ui mày thế. Tưởng sai lầm ạ. Quả vứt Berlin cho con Thunder. Vứt Berlin cho con Thunder. Berlin xuống dưới xoay quạt nó chả dính với con nào luôn. Buồn cười. Thế suýt nữa mất chuỗi. Mày thế. Lao sao lên được 9 rồi. Cố gắng lốt round này chúng ta kiếm quyển sách đã. Lao sau lên 9 thì nó sẽ là 6 Goblin kẹp với Thunder 2 sao, kẹp với cả Flame. Đấy. Chúng ta sẽ không có 3 mét. Nhưng mà cái bộ đấy nó sẽ khá khỏe. Vừa có đam diện rộng lại vừa có đam đánh tay. Chuối cộng 8 rồi đấy. Tiền nó cũng bớt thọt đi hơn so với vừa nãy rồi. Đấy, bọn nó bắt đầu hình thành lên rồi. Hai nhà 9 Warrior. Trong đấy có một nhà là chơi fake à? À. Cái thằng RB kia nó chơi fake anh em ạ. 9 War fake. Heaven Bomber. Còn một con nữa lên được 3 sao. Thôi cho nó tự ra thôi, chứ còn tôi không roll ở level này đâu. Goblin vào cái đá anh em ạ. Ê à, tự roll này. Ôi trời ơi, sao nó lại tự roll. Ôi giời, quả vừa rồi tôi ấn cái nút cách một cái nó tự roll luôn, nó phát lửa. Thế là mất cái con Wizard rồi. Chán thế nhở. Lẽ ra là round này là form được 6 Goblin rồi đấy. Chán thật sự luôn đấy. Thề. May là vẫn chưa bán cái con dưa so đi đấy. Vẫn còn 3 mét thì vẫn chơi được. Mày quá này vẫn chưa lên 9 Warrior. Vẫn có thể ăn được. Nào sao hy vọng lại ra cái con Wizard để tôi kích hệ. 6 Goblin bây giờ là khá là khỏe đấy. An toàn. Đây rồi. Ok nhá. Bỏ 6 Goblin vào. Thiếu một con à. Đây. Được rồi. Bỏ cái năng mộng đi. Mua Shadow là mạnh hơn này. Ok. Được không? Đấy, mạnh rồi. Mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi. Khỏe rồi. Tầm này công thủ là toàn diện rồi đấy. Thunder ra nhiều thật đấy. Nếu mà tôi chơi 9m là tôi đã có Thunder, là có 2 con rồi, 2 con Thunder 2 sao rồi. Đấy, chơi 9m là bây giờ là ngon rồi đấy. Mà không chơi. Trên này thế nào đâm đầu vào Goblin ạ. Chắc là bởi vì là nó có cái con bom với cả cái con máy bay. Xong rồi lại có mèo 5 đô ở trong cái truyền thuyết nên là tôi đang bị ham quá. Không cưỡng lại được cái bộ Goblin trận này mặc dù nó vẫn chưa ra, nhưng mà cảm giác chơi Goblin late game bá đạo. Khỏe. 6 egersis này. 9 egersis à? Chưa. Mình có 6 con thôi. Này chưa lên được 9. Đó. Có lẽ là cái round này tôi sẽ xả hết tiền để tôi kiếm con bom anh em ạ. 30 tiền chả nhẽ không ra bom. Ôi đen thật đấy. Thể Heaven Bomber lên được 3 sao. Ok, mà vẫn chưa ra bom ạ. Phải ra được bom cơ. Thế chứ lị. Hảo rồi, chuyện này thọt tiền quá. Rồi hết tiền rồi, không ra được. Đừng bảo thua này nhá. Được chưa? Vai đài á. Thề. Thua luôn mà, mất chuỗi luôn ạ. Xả hết tiền mất chuỗi ạ. Đen đến như thế là cùng. Ôi rồi ôi, chán quá anh em ơi. Mất chuỗi lại còn trước lao quái một round chứ. Chuyện này cứ đen đen kiểu gì ấy nhở. Đầu game cũng thế, bài rõ là mạnh sao cuối cùng đánh toàn thua. Bây giờ lại mất chuỗi rồi này. Mà không ra được bom này xuống hố không nhở. Không có 6 mech. 6 Goblin 6 mech là bây giờ là chịu chết rồi đấy. Roll quả hết tiền không ra được. Không biết là cái bộ này có ăn được bộ Goblin không? À bộ Warrior không? Goblin có ăn được Warrior không? Để xem này. Chuyện này là có 2 thằng Warrior đó. Bỏ lại đi. Giữ con mèo để khi nào ra bom thì chúng ta sẽ có 6 mech anh em nhé. Vẫn sẽ giữ. Chưa bán vội. Tôi sẽ rèn một cái món đồ tím. Đây rồi. Cũng gọi là tạm được. quả vừa rồi nếu mà không lấy cái đũa phép này, chúng ta có thể lấy cái găng tay Kira. Găng tay Kira cũng tốt nếu mà ra được máy bay, chơi Kira kẹp với máy bay. Mà hiện tại chưa ra. Mà bây giờ cái con tướng cò của tôi ấy, nó lại là cái con Heaven Bomber này. Đấy, nên là tôi quyết định là tôi sẽ lấy cái đũa phép trước. Đây nó gọi là giữ máu thôi. Tầm này giữ máu đã. Gặp beat thì không biết là có ăn được không đây. Gặp beat cũng là cái tầm này là khá sợ nhá, khi mà chưa có bom ấy, không có đam diện rộng. Heaven Bomber thì gây đam, nó toàn bắn vào cái cọc rắn thì rất là vớ vẩn luôn. Để... kìa, giết cái con sâu đi đã. Thật ạ, không giết nổi. Anh em thấy cay không? Toàn bắn vào cọc rắn thôi, trong khi con sâu cần phải bắn thì không bắn vào luôn, nó có tí máu ạ. Để nó đẻ sâu tràn cả bàn luôn. Máu bắt đầu tụt rồi đây này. Căng nhỉ. Heaven Bomber nó chỉ là 1 tiền thôi. 1 tiền 2 sao. À 1 tiền 3 sao. Thì nó cũng chỉ tương đương với một cái con 3 tiền 2 sao. Đúng không? 3 tiền 2 sao nó sẽ là 5 tiền. Thì con này giá của nó chỉ bằng như thế thôi. Nên là chính ra là cũng chả mạnh lắm. Goblin fake ra Lancer. Ui, Lancer đồ vãi đài á. 2 cái mặt lạ hút máu luôn. Chó chắc. Căng thẳng thế. Thế thì đam đâu mà giết nó đây. Chuyện này có Lancer không chơi được Mét rồi. Hai nhà 9 Warrior. Thằng này khả năng tôi vẫn trụ được đấy. Mạnh thật đấy. Thề. Cái bọn Warrior này nó trâu thật. Heaven Bomber bắn mà kiểu mãi mà chết một con ấy. Mà rõ ràng là 3 sao đấy nhá. Rồi không sao, ăn được thì cũng được. Nhưng mà chỉ đẩy nó được có 3 máu à, đúng không? 4 máu. Quá ít. Ôi, tôi mà chơi 9m thì bây giờ ngon rồi. Già thì không biết là ra đến cái con thứ 5 chưa. Thunder thì gần như là lên 3 sao rồi. Chọn đúng sai lầm. Đồ thì cũng ngon cơ, 9m là đồ ngon phết đấy. Tiếc là bây giờ đi cái con đường này thì thôi, chắc là để nhắm xem một tí nữa là sẽ chuyển sang là gì, God Warlock hay là sẽ chuyển sang là Witcher. Cái trận này thì Witcher là để mà đấm Warrior thì tôi nghĩ là Witcher nó là cái sự lựa chọn hợp lý hơn. Đấy, Witcher là được đấy, Witcher được. À, với điều kiện là nó phải làm sao, nó phải ra con chúa quỷ. Ra chúa quỷ thì mới chuyển được. Tạm thời Goblin tôi thấy là vẫn khá là gánh cho tôi đấy. Đấy, gặp thằng Warrior fake này chắc là chịu chết rồi. Con Lancer của nó mặc dù là 1 sao nhưng mà trông nó bá quá anh em ạ. Chả có lấy cái gì để giết được nó luôn đấy. Trâu quá. Đồ của nó thế giới ấy. 2 cái mặt lạ hút máu. Mặt lạ điên xong lại mặt lạ hút máu cuối nữa. Không có đam kết liễu. Đồ thế giới đấy. Khó chịu nha. Anh em nhìn gần nó hồi máu kìa. Bắn gần chết lại hồi máu đầy luôn. Thế chứ lị. Chán đời. Hòa. Hòa. À, hòa cũng được. Hòa cũng được. Không thua là được rồi. Lên 10 là kẹp với 2 God này. Đánh ở level 10 luôn đi. Có cái món đồ gót, đồ tím gót ấy là chúng ta sẽ có 4 gót. 4 God kẹp với cả 4 Warlock kẹp với cả 6 Goblin à. Cũng được đấy chứ nhỉ. Trên này tôi nghĩ là cái thằng egersis nó sẽ sớm muộn cũng chết sớm thôi. Egersis rồi cung fake, cung 6, 9 cung fake ạ, 9 cung fake thì cũng đi thôi. Chắc cái trận này lại đầu với Warrior late game rồi. À, chơi 9 cung fake này. Kẹp thêm 2 God vào khá ổn đấy nhỉ. Khỏe phết. Roll ấy. Trời này đen thật đấy. Tôi cứ roll mãi mà nó không ra là con bom luôn. Cho con God of Light vào thay cho con God of War đi. Trận này có khi là sớm muộn gì cũng sẽ phải chuyển về là Witcher thôi. Cái bộ Witcher mặc dù là nó đã bị giảm sức mạnh đi khá nhiều rồi, nép khá nhiều trong những cái phiên bản gần đây, nhưng mà nó vẫn là cái bộ counter và Warrior anh em ạ. Late game ấy, khi mà chúng ta lên đến level 10 thì chơi nó vẫn là ok anh em nhé. Cái giai đoạn đầu thì nó không được ổn như là ngày trước thôi. Ngày trước thì cái bộ Witcher, cái giai đoạn đầu game, giữa game ấy, đánh ở level 7 rất ổn. Đánh level 7, level 8, level 9 khá là ok, nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì đánh ở những cái level thấp ấy, cái lượng đam của nó rất là bé và chúng ta gần như là chúng ta thiếu đam. Con Fallen thì nó cũng mỏng cơ. Nó thiếu đam mà cái con Fallen nó lại cần đồ thủ nên là chơi khó. Bây giờ cái tầm này nếu mà hên mà ra được Fallen 2 sao sớm thì may ra. Còn nếu mà không ra được ấy, là phải chơi chuyển từ cái bộ khác sang. Gần như là cái bộ Witcher bây giờ nó là cái bộ chuyển bài thôi, chứ nó cũng không đóng vai trò là cái bộ đánh chính được. Tôi có thể là tôi sẽ chuyển sang late game, nhưng mà chuyển sang ấy, bây giờ tôi đang hơi thấy sợ. Vì từ nãy giờ tôi mới để ý là tôi roll ấy, nó không ra là con Tabu anh em ạ. Tôi để ý từ nãy giờ chưa thấy con Tabu nào luôn. Thế như vậy. Giờ mà đổi đồ cam thôi chứ. Nhưng mà đổi thế này thì vứt nhiều đồ quá nhỉ. Có lẽ là chưa đổi được. Đổi đồ tím thì bây giờ lại đồ tím bây giờ thì mình cần cái gì? Chả cần cái gì, bây giờ mình cần đồ cam. Cái này thì vứt hơi nhiều đồ. Giáp xương. Được. Món này nó sẽ giảm cái sức phản của bọn Warrior đi. Trừ giáp đối thủ thì chúng ta sẽ bị phản ít hơn thôi. Rồi, gặp Warrior này. Doom lên được 2 sao rồi. Và nó cũng đã có cái giáp cuối rồi anh em ạ. Nó cũng đã có giáp xương rồi. Khỏe quá nhờ. Không làm gì được luôn mà. Cái đấy nó lại Doom này. Khó chịu thật đấy. Mà đồ của thằng này nó ngon đấy. Nó có cái chén thánh, nó có giáp xương nữa. Rất trâu. Kẹp với cả cá vào rồi. Thôi bán con mèo đi. Trận này cứ giải tán thôi anh em ạ. Mèo 5 đô trả ra mà bom trả ra. Đầu game thì trông rất là giống chơi Goblin. Xong cuối game lát như tươm. Không thấy ra một cái con nào 5 đô ở trong cái bộ này luôn ấy. Bây giờ chỉ ra Tabu Witcher thôi là xoay bài luôn. Lên level 10 rồi thì chắc là cũng không ngán lắm đâu. Ơ sao gặp hai lần thằng này? Vừa nãy gặp bóng à? Cảm giác gây được ít đam đấy nhở. Anh em có để ý là thấy thế không? Ôi ôi, Goblin nó bị đấm sấp mặt luôn này anh em này. Nếu mà có anh em nào bảo là cái bộ Goblin nó không sợ bộ Warrior, tôi thấy là vẫn sợ mà. Anh em nhìn này, đấm mất 18 máu luôn, vãi đài. Thế con Tabu Witcher đâu rồi? Hỏng rồi, tôi cần con Tabu. Nếu mà gặp cái bọn Warrior mà mỗi round 18 máu ấy thì chỉ 2 round nữa đi rồi. Vãi đài thật. Còn lại là hai nhà Warrior. Đấy anh em thấy không? Tôi nói có sai đâu. Cái bọn Warrior nó vẫn là cái line up mà ổn định lắm anh em chơi ấy. Kể cả là anh em thấy là nó khó được top 1 nhưng mà top 2 là được rồi anh em ạ. Warrior nó cực kỳ dễ chơi, anh em cứ để ý mà xem. Vừa nãy nó chỉ cần lên đủ level 9 thôi mà. Lên level 9 nó đủ mạnh rồi, bây giờ lên được 10 rồi đấy. Nó lết được lên 10 kẹp cá rồi thì nó còn không những mạnh mà nó còn đấm được cả tôi luôn, nó còn rất mạnh cơ. Chả biết làm nào đấy. Chịu chết. Trông nó kẹp Phượng Hoàng vào. Thằng này chơi fake nó kẹp được cả Phượng Hoàng vào. Chơi fake luôn. Lancer lên được 2 sao thì chịu rồi anh em ạ. Không có cách nào luôn. Cuối cùng là vẫn là solo với hai nhà Warrior. Đấy, anh em chơi anh em chỉ cần để ý là late game anh em chơi bất cứ một cái lineup nào đấy, anh em chơi anh em chiến solo với cái thằng nào late game thì cái đấy nó là meta đấy nha. Anh em cứ gặp anh em chủ yếu là bọn chính Warrior này thì chứng tỏ là bọn này nó cũng rất là ok. Nó đang được tiên dùng và đánh rất là ổn định thì người ta mới chơi. Đùa chứ cay thật, không làm gì của nó luôn. Chưa bao giờ cái lượng máu nó giảm xuống dưới một lửa. Thằng này nó lấy đồ nó cũng tín cơ. Lấy kiểu gì mà lấy được cả cái hút máu cuối lẫn hút máu mặt lạ điên. Trận này nếu mà đầu game ấy mà tôi chuyển sang 9m, tôi đá qua cái bộ 9m thì nó vẫn thế thôi anh em ạ. Nó cũng chả khác gì bây giờ đâu. Tức là vẫn bị lọt một con, lúc nào nó cũng sẽ bị lọt cái con Lancer thôi. Bây giờ chỉ có cách là bây giờ là ra được cái con Tabu Witcher ấy, là con chúa quỷ ấy. Đấy nhưng mà nó không ra, nó vẫn chưa ra anh em ạ, đen nhờ. Liệu chúng ta có thể cầm máu được không? 34 máu chuỗi trừ 3 rồi kìa. 3 chuỗi thắng liên tiếp, à 3 chuỗi thua liên tiếp rồi. Gặp thằng này đừng mất nhiều máu nhá. Gặp thằng này là vừa nãy là mất tới tận 18 máu á. Rồi, rau này được không? Rau này không. Ơ, rau này lại ăn luôn này. Điều thật. Cắt chuối luôn ạ. Thề. Ảo thật đấy, chả hiểu cái kiểu gì luôn. Rồi, nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa ra con Tabu. Sau rất nhiều round. Bom anh em để ý xem. Chuyện này nhá, bom chưa ra, Tabu chưa ra, chúa quỷ chưa ra. Nhưng mà già ấy, con già và con Thunder ấy, có khi là hai con đấy nó lên 3 sao ở đấy anh em ạ. Chúng ta chỉ chọn xa lên văn minh thôi. Đấy nhưng mà nếu mà chơi già với cả Thunder lên được 3 sao thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ khó có thể ăn được. Bộ 9 mét fake thì nó cũng chỉ đến mức đấy thôi chứ nó không thể kết liễu được cái con Lancer đâu. Khó lắm. Nhưng mà cái thằng Lancer ấy nó chỉ còn 5 máu. Cái thằng Lancer bây giờ nó lại có một cái là nó chơi cái con Lancer, nó lại sợ cái nhà 9 Warrior hàng Ryu anh em ạ. Hàng fake bây giờ nó đang sợ hàng Ryu. Nó gặp hàng Ryu là chết. Đấy. Chúa quỷ. Chúa quỷ 1 sao không ăn thua. 2 sao. À từ từ nhá, không. Chưa được. Bình tĩnh. Tabu đã ra đâu. Chả có cái gì mà phải vội cả. Tờ ô. được. Món này cũng sẽ ngon đấy. Tí nữa chuyển sang Witcher rồi cho cái con Shadow Devil nó cầm cái quả này. Xoay quạt. Bây giờ cái con Shadow Devil nó tung trưởng ở trong cái bộ Witcher ấy, nó sẽ không phải là sát thương chuẩn nha anh em nhá, nó sẽ là sát thương phép ấy. Nên là cầm mấy cái món đồ mà bắn trưởng cũng được, cũng có tác dụng. Vừa lấy ăn được thằng này, bây giờ có ăn được không? Trông lại giống như là sắp thua rồi. Ảo thế nhở? Ăn được không? Ăn được này. Cắt chuỗi lần 2, cắt chuỗi lần 2, cắt chuỗi lần 2. Cắt chuỗi lần 2, ok. Rồi. Vậy là round này chúng ta sẽ gặp cái thằng Lancer 2 sao tiếp. Cái quan trọng là vẫn ra chưa ra là cái con Tabu cho tôi. Trời ơi, Tabu ơi, mày ra đi. Ra đi mà. Mà khả năng là mỗi round tôi chỉ lọc một con thôi anh em ạ. Tôi vẫn còn thời gian để chúng ta kiếm mấy con Tabu. Còn trận này ấy, nếu mà cứ kéo dài mãi mà không ra được Tabu ấy thì chỉ chắc là cái trận này nó quá đen anh em ạ. Thua thì cũng phải thôi, đen quá, thua thì phải chịu, chứ biết làm nào. Roll từ nãy giờ không ra bất cứ một con nào luôn. Tôi chỉ cần một con để kích hệ thôi mà. Một con duy nhất để chúng ta có thể cho vào kích hệ. Mà rồi cuối cùng là vẫn không ra. Mà những cái con mà tôi cần ở trong cái trận đấu này là không ra bất cứ một con nào. Anh em để ý mà xem. Con bom máy bay không ra. Đấy, cái con bây giờ Tabu chưa cần, không ra. Mèo không ra. Ủa, dao này vớ vẩn bị đẩy nhiều này. Có phải không? Không, 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 không. Chắc lọt một con thôi. Đi rồi. Đấy, gặp hàng riu chết. May quá. Cái thằng hàng riu đó lại chưa có Lancer hay sao anh em ạ. Vẫn có cơ hội chơi. Lancer này gặp Warrior như gặp bố luôn. Tự hủy. 2 sao thì chết càng nhanh hơn. Rồi, vậy là chúng ta còn 29 máu để chơi. Tabu. Ơ kìa. Thật. Giờ mèo không cần thì lại ra. Thề. Máy bay bây giờ cần đâu. Máy bay bây giờ làm gì nữa đâu. Không cần thì lại ra. Cần thì không ra. Chán đời quá đi mất thôi. Làm nào giờ. Ra sớm đi trước khi nó ra con Lancer 2 sao đi. Giờ tầm này chuyển sang Witcher là vẫn đấm thoải mái luôn này. Hiện tại con Zipper đang gánh tôi đấy anh em ạ. Zipper gây sát thương chuẩn. Nó sẽ có thể trụ được. Rồi. Mà nào này lọt 3 con cơ. Căng vậy. Ok. Lọt 2 con. Đồ con Doom nó cũng bá đấy. Đây rồi. Ôi rồi ôi. Mày ra hơi muộn đấy. Nhưng mà có hơn không. Ổn rồi anh em ạ. Ok chưa? Liệu rằng là trò chơi nó đã kết thúc được chưa? Ok. Chúa quỷ cởi chuồng. Chúa quỷ cởi chuồng. Đồ dồn hết cho Shadow. Được không? Ơ à, trông có vẻ được đấy. 19 máu đi luôn này. Dã man. Đúng thật anh em ạ. Chuyển sang Witcher là đấm chết ngay. Anh em nhìn thấy nó mềm như bún luôn. Cái round cuối tôi còn nhìn thấy cái quả mà cái con Doom ấy nó bị đấm một phát chết luôn đấy. Anh em cứ để ý mà xem. Cái con Shadow đấm đúng một phát con Doom bay màu. Rõ ràng là vẫn là rất là counter đấy. Nhưng mà làm thế nào để lên được level 10 thì không ai nói, đúng không? Rồi, anh em thấy hay để lại tôi muốn like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu anh em còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi đã đưa cái bộ mèo quay trở lại rồi anh em ạ. Một cái trận đấu mà cực kỳ đẩy nhanh luôn. Chỉ mất có 32 round để kết thúc trận đấu. Mèo kết hợp với siêu đẻ vẫn là một thế lực gì đấy và xem rất là đã. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ 9 Warrior Fake chơi nó hay như nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!